Các bạn, mình là Nam Em ở mạng xã hội kinh tế trong VN. Và Valvindex có thể nói là flagship trong giới kính VR. Mình đã nghe về nó đã lâu nhưng mà hôm nay mới có cơ hội dùng thử. Thì đây là cái bộ kính Valvindex mình mới mượn được. Valvindex là cái gì? Nó là một cái hệ kính VR do hãng Valve làm ra cho Steam VR. Trước kia thì Valve họ kết hợp với lại HTC, họ phát triển cái bộ kính Vive. Bây giờ thì họ làm riêng luôn một cái bộ kính. Và họ hứa hẹn rằng đây là một bộ kính VR tốt nhất trong cái số tiền dân dụng, tức là các bạn có tiền và các bạn mua kính VR thì đây là một cái bộ kính VR tốt nhất. Tất nhiên là sẽ có những cái bộ kính chuyên nghiệp mà mình không kể tới cái vụ đó ha. Một trong những cái hay của Valvindex là nó tương thích ngược với những cái thiết bị cũ của HTC. Ví dụ như là hồi xưa bạn có những cái Base Station, những cái Lighthouse hay là gì đó, những cái bộ tracking của Vive hoặc là Vive Pro, thì bây giờ bạn chỉ cần mua cái kính là có thể sử dụng được. Hoặc là các bạn có thể mua lẻ, các bạn mua tay cầm riêng, các bạn mua kính riêng, mua bắt tracking base station bản 2.0 mua riêng cũng được luôn. Thì họ bán thoải mái cho bạn tự chọn ha. Ví dụ như đây, đây là bộ riêng nè, bộ kính riêng, bộ tay cầm riêng. Trong cái hộp này á, trong cái hộp này thì có đầy đủ nguyên một cái bộ cho các anh em setup. Bao gồm anh em có hai cái tay cầm nè, hai cái đế tracking base station đời thứ hai, cái kính VR và tất nhiên là có đầy đủ cáp cho anh em thiết lập và cài đặt. Cái việc cài đặt và lắp ráp Valvindex thì theo mình thì mất khoảng chừng 20 phút thôi. Và trong đó thì cái giai đoạn mà mất thời gian nhất, cá nhân mình thấy là cái giai đoạn các bạn gắn hai cái cục base station, các bạn đi dây làm sao cho nó gọn đẹp trong cái gia đình của các bạn. Phần còn lại thì cũng rất là đơn giản thôi. Cũng như là những cái kính VR khác, chỉ việc cắm trong máy tính là được. Nếu như anh em có dự định là sử dụng cái kính này trong nhiều không gian chơi khác nhau thì anh em tốt nhất là không nên bắt nó cố định vào trong tường, mà anh em nên sử dụng những cái đế để anh em có thể di chuyển nó được ha. Còn nếu anh em có một cái phòng chơi riêng biệt rồi thì anh em chỉ việc đơn giản gắn vào trong tường. Và lưu ý là làm sao anh em chỉ cần gắn nó lên trên cao hai cái góc phòng, ví dụ phòng chữ nhật thì anh em gắn nó trên cao và anh em chỉ nó xuống thì nó sẽ bao phủ được toàn cái phòng này. Các bạn nghiêng xuống bao phủ được toàn cái phòng chơi của anh em. Và như vậy thôi là xong rồi. Phần còn lại thì chỉ việc là anh em cắm cái kính vào trong máy tính thôi. Thì cái kính này nó sẽ có cổng USB 3.0 và cái cổng DisplayPort và một cái cổng cấp nguồn. Tất cả những cái thứ này anh em cắm nè, cổng DisplayPort thì cắm vào lỗ DisplayPort, USB 3.0 thì cắm vào USB 3.0. Cái kính này cần cấp nguồn 12V, anh em cũng cần phải cấp nguồn 12V cho nó. Cái cáp đi kèm với kính thì có độ dài 6m, cho nên là mình nghĩ là anh em chơi cũng rất là thoải mái rồi. Trong hầu hết tình huống thì rất thoải mái. Tuy nhiên anh em nếu mà có muốn nối dài nữa thì anh em cũng có những cái lựa chọn mua nối dài. Khi anh em cắm vào Steam VR thì bắt đầu là cài đặt phòng chơi. Nếu như anh em đã từng sử dụng Oculus Rift S hoặc Oculus Quest thì anh em thấy cái kiểu thiết lập mà vẽ trên máy tính thì nó hơi cổ ha. Còn thực ra thì việc mà mình thích cái kiểu là nhìn pass-through xong đó rồi vẽ trong phòng thì nó hay hơn. Tuy nhiên thì cũng không quan trọng lắm, bởi vì anh em chỉ cần cài đặt một lần đầu tiên thôi là anh em set up được cái phòng chơi rồi. Thì sau đó chỉ việc chơi thôi, không cần phải set up lại nhiều lần. Về cảm nhận về kính thì về độ êm ái, thực sự là mình chưa được sử dụng nhiều kính VR. Mình sử dụng một số cái ví dụ như là Rift S thôi. Và mình cảm thấy là cái Vive này nó thoải mái hơn cái kính kia rất là nhiều. Cái đai của nó thì giống như là cái Vive Deluxe Audio Strap. Phía sau gáy thì có cái núm tăng giảm kích thước đai để ôm vào. Nhưng mà nói thì cái Oculus Rift S là cái êm ái nhất mình đã từng mang. Nhưng mà cái Index này nó còn êm hơn và sướng hơn rất là nhiều. Cái phần vật liệu tiếp xúc với mặt người ở phía trước và cái phần đai phía sau này đều dùng cái sợi microfiber. Và anh em thấy là cái phần đằng trước này chúng ta có thể hoàn toàn gỡ ra ngoài được. Anh em chơi mà lỡ có mồ hôi ướt thì đó, anh em có thể tháo nguyên cái ngàm này ra ngoài để vệ sinh. Hoặc là anh em có thể mua thêm một cái ngàm riêng này, mà hình như là người ta có bán những cái ngàm của bên thứ ba, hoặc là em mua cái ngàm của Vive cũng được luôn. Cái phần đai phía sau này, nếu anh em đeo vào trong đầu mà anh em thấy nó vẫn chưa ôm hết vào trong đầu thì họ có để sẵn một cái cục chêm. Cái cục này rất là êm ha, anh em nhét vào và anh em đeo vào thì sẽ thấy rất là êm, êm hơn rất là nhiều và giúp anh em những cái đầu nhỏ vẫn có thể mang cái kính này được êm ái. Ở dưới kính thì có phần chỉnh IPD là cái phần khoảng cách đồng tử đó. Độ chỉnh là từ 58 ly cho tới 70 ly. Anh em muốn biết cái khoảng cách đồng tử mình bao nhiêu thì có thể cài mấy cái app lên App Store hoặc là Google Play, tìm IPD measure là ra rất là nhiều app. Ví dụ như mình đo cái mắt của mình là 66-67mm thì mình chỉ việc chỉnh nó hiện lên thôi. Về phần hiển thị thì kính Valvindex dùng hai màn hình LCD 1600x1400 ultra low persistent.
Ultra-low position có thể là giải thích nôm na là giữa các frame hình được chèn thêm một cái frame đen với tốc độ cực kỳ cao millisecond, milliseconds á, để tạo cảm giác hình ảnh rất là rõ nét hơn rất nhiều ha, đó là ultra-low position. Độ phân giải của Vive Index thì nó tương đương với HTC Vive Pro và tương đương với Samsung Odyssey. Tuy nhiên là cái kính HTC Vive Pro và Samsung Odyssey thì họ dùng OLED, còn Vive thì dùng LCD. Vive họ nói á, là khi dùng LCD thì cùng một cái cấu hình máy tính render thì nó sẽ cho thêm 50% điểm ảnh phủ subpixel và mật độ phủ pixel nó cũng tốt hơn gấp 3 lần so với dùng OLED, tức là các bạn sẽ cho hình ảnh mịn hơn rất là nhiều và hiệu năng thì vẫn tương đương, giảm tối đa cái hiệu ứng screen door, tức là hiệu ứng mà các bạn nhìn thấy khoảng cách những cái pixel khi bạn mang cái kính VR vào. Cảm nhận về phần hiển thị của kính thì mình thấy là chi tiết hiển thị cao, rõ nét hơn so với những cái kính OLED mình đã dùng, nhưng mà màu sắc thì nó nhạt hơn so với kính OLED. Nhất là khi các bạn dùng ở những cái cảnh trời tối thì các bạn sẽ thấy là màn hình LCD nó hiển thị về tối nó không có bằng OLED ha. Về góc nhìn thì kính Index nó cho góc nhìn 130 độ, tức là cao hơn kính Vive và kính Rift tới 20 độ luôn. Tuy nhiên là khi các bạn chỉnh cái góc nhìn á, thì góc nhìn này càng cao thì cái phần kính thấu kính nó càng gần với mắt. Nếu như anh em mang cái kính cận để chơi á, thì anh em phải chịu khó hy sinh góc nhìn chút xíu, bởi vì anh em chỉnh gần quá thì nhiều khi cái kính nó cọ vào cái thấu kính của cái VR này sẽ làm cái trầy cái thấu kính VR ha. Một trong những cái điều ấn tượng nhất của Vive Index là nó hỗ trợ refresh rate tới mức 80Hz, 90Hz, 120Hz và 144Hz. Tất nhiên là nếu anh em muốn chơi ở VR 144Hz thì anh em phải có một cái máy tính mà rất là mạnh thứ dữ mới kéo nổi 144Hz VR ha. Máy của mình đang dùng là RTX 2070 thì cũng chơi được 120 thôi chứ không chưa kéo được 144. Ở phần mặt trước của cái kính này có một cái khoang ẩn, anh em thấy cái phần nhựa mờ mờ để anh em tháo ra. Và đây là cái nơi các bạn gắn thêm những cái thiết bị mà thứ ba chế cháo gì đó, rất là hay. Về phần âm thanh thì hai cái loa của kính cho chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời, âm trầm rất là sâu và các dải âm trung và âm cao thì rất là sống động, cho trải nghiệm VR phải kêu là rất là đã. Và cái hay là hai cái loa này nó không có chạm vào trong cái tai nên các bạn sẽ không có nóng khi chơi lâu ha, hai cái loa nó rời rời ra khỏi cái tai rất là hay. Và nếu như không muốn dùng hai loa này thì sao, vẫn có thể tháo ra và dùng cổng 3.5 được. Tuy nhiên là loa này quá hay không nên tháo ra. Cái kính có macro đi kèm cho nên là mình thấy là chất lượng macro đi kèm cũng rất là ổn, rất là tốt. Và về cái tay điều khiển thì có thể nói đây là những cái tay điều khiển VR tốt nhất trong thời điểm hiện tại và có thể nói là nó ấn tượng nhất trong thời điểm hiện tại luôn. Vì sao nói như vậy? Bởi vì nó hỗ trợ tracking được 10 cái đầu ngón tay, tracking được khớp ngón tay luôn. Và cái tay nghe này các bạn có thể đeo và nó dính vào trong tay, các bạn buông tay ra trong VR vẫn không có sợ rớt. Và tracking thì nó tracking được cụ thể từng khớp ngón tay, đủ 10 ngón tay, cho nên là trong game anh em cầm nắm thiết bị này nọ cảm thấy nó rất là chân thực, rất là dễ dàng luôn. Và anh em cầm và cái tay cầm này nó còn có cảm ứng lực nữa, tức là anh em trong game, một số game hỗ trợ anh em bóp nhẹ thì nó bóp nhẹ, mà anh em bóp mạnh thì nó bóp mạnh, thậm chí là các em có thể bóp rất mạnh để làm vỡ đá, vỡ đồ những trong những cái game có hỗ trợ nữa. Tay cầm này thì cổ sạc USB-C, khi anh em sạc đầy thì anh em có thể sử dụng 7 tiếng liên tục ha. Tay cầm này anh em có thể sử dụng chung với các kính HTC Vive hoặc là kính Pimax được luôn á. Anh em muốn dùng với Oculus thì phải hơi khó hơn chút xíu nữa, nhưng mà vẫn dùng được, phải mua bộ Base Station là có thể dùng được. Cái bộ kính này thì có giá tham khảo khoảng chừng 36 triệu và cái bộ kính này mình mượn ở iCam. Về cái giá thì 36 triệu là một cái giá mà phải nói là rất là đắt trong cái kính VR. Tuy nhiên là cái bộ kính này nó không dành cho số đông, nó dành cho anh em chơi VR và anh em cần có trải nghiệm VR tốt nhất, tuyệt vời nhất. Thì mình nghĩ là nếu như anh em thích chơi VR, anh em có điều kiện và anh em mua cái bộ kính này thì trong vòng vài năm tới anh em chơi thoải mái thôi, bởi vì nó hỗ trợ 144Hz là rất là ngon rồi. Và nó cái hỗ trợ tracking của nó cũng rất tuyệt vời. Tracking cái Base Station 2.0 hỗ trợ tracking rất là đã, rất là tuyệt vời luôn. Tuy là nó tracking bên ngoài chứ không phải tracking bên trong kính như là Oculus Quest hoặc là Rift hay này nọ, nhưng mà nó hỗ trợ tracking bên ngoài và cái Base Station 2 nó tracking rất tốt và cái tracking tay cũng cực kỳ ngon luôn. Màn hình hiển thị LCD cũng rất là ngon. Thì trong vòng vài năm tới đây là một trong những cái kính VR rất là tuyệt vời, và nếu như anh em đầu tư chơi thì trong mình nghĩ trong vòng 3-4 năm tới là có thể chơi rất ngon với cái bộ kính này. Cảm ơn iCam đã cho mình mượn cái bộ kính này để trên tay. Và mình là Name ở mạng xã hội kinh tế.vn.
Bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi thử một số tựa VR để vi kính vào index. Rất là háo hức ha, đầu tiên thử vi kính vào index. Hồi xưa thì mình chơi Half-Life trên kính Oculus Quest trên PC của mình. Và bây giờ mình sẽ chơi trên cái bộ Valve Index. Chơi game của Valve trên Valve. Đẹp quá anh em ơi. Ok, đây là thế giới của Valve. Đây là thế giới của Half-Life Alyx anh em ha. Tay của mình đây. Mình sẽ game, mình sẽ start new game và mình sẽ mình để coi lại mấy cài đặt của mình đó nha. Option nè. Option performance custom fidelity low medium high ultra setting ultra luôn rồi back start new game chapter 1 difficulty normal tay phải start game slot 3. Ok, nếu như mình có lỡ start game mà nó đè cái bản lưu cũ của mình thì mình sẽ buồn lắm bởi vì mình chơi sắp hết rồi, sắp xong rồi. Yeah. Start lại cũng rất là mệt. Press trigger to start. Đây là thế giới của Half-Life Alyx anh em ha. Và đầu tiên vô game là như thế này. Anh em ở trong cái thế giới game này, Half-Life Alyx. Đây là 5 năm sau khi Citadel sụp đổ và cái chết của Alyx Vance, subject Alyx Vance, 19 tuổi, female, human resistant. Nhiệm vụ hiện nay là do thám, recognize, chắc là vậy á. Half-Life Alyx. Cái loa này rất là hay nha anh em à, thực sự ra đã quá, tiếng bass nó dập đã quá. Mình đang chơi ở refresh rate là 120 Hz. Tại vì nó đề nghị là máy mình nên chơi ở 120 Hz. Và đây là thế giới của Half-Life Alyx này nè. Vừa bước vào game như thế này. Đây là tay ha. Đó. Nút bên đây là nút gì? Return to game. Đây có cái nút để thắt game. Nè tay nè. Co các ngón nè. Push to move. Bop. Snap to left or right. Cái cũ của mình á, mình cầm lên. Cái tay cầm cũ của mình á, mình cầm lên. Thì chỉ được cầm lên thôi. Còn cái tay mới nè, tay của cái bộ index á, bóp vô nè. Bóp nè. Bóp bể chai bia không? Không bể là chai bia. Đây là chai bia không? Thấy lên. Chụp lại. Ha. Đây chai bia có nước trong Half-Life Alyx nha anh em. Anh em thấy không? Đẹp không? Đồ họa rất đỉnh ha. Kéo anh tên. Cục này. Chọn con chim nè. Mày hả con? Đấy. Bóp lon bia. Đây là demo cái tính năng cảm ứng lực của cái này nè. Bóp lon bia này bóp được không? Này không cầm được à? Thêm một chai rượu nữa à? Cái này một chai không ném. Bóp nè. Đã quá, cảm giác bóp được cái lon bia đã quá. Mình sẽ đi vô trong đây. Ok, ở trong đây nó sẽ có những cái bút này. Mình sẽ cầm test thử nha. Test cái tracking, tại vì với cái Oculus Quest thì mình vẽ nó không được đẹp đâu. Này, này. Wow. Tinh. Tinh tế nè. Thử viết khác, viết đen.
Để mẹ coi cái này là thử viết xanh lá đi. Vào index. Cái này mình mượn của iCam ha. Dưới iCam đi. iCam. Viết lại chữ màu đỏ đi. iCam nè. Cảm ơn iCam đã cho mình mượn. .vn. Đấy. Anh em có mua cái bộ kính này thì ghé iCam.vn mua ha. Còn anh em lên tinh tế đọc bài của nam em của mình. Đấy, nam em. Đây là cái dễ lau. Mình sẽ lau cái gì? Lau cái này đi. Rồi, nói chuyện với lại bố của Alex. Alex, how's it looking up there? Chào bố. It's good, Dad. Metrocock movement is normal. Same for the combine patrols. How's it going in the stockyard? One combine mini reactor from a shipment of 4,000. They're never going to miss it. Here, see for yourself. And not only that, someone hacked into the combine construction network. Kính mang thoải mái quá. Don't get greedy, guys. We're not made of time here. 1 minute and I'm out, guaranteed. Oh, also, I spotted the combine moving supplies into the quarantine zone. That place has been deserted for years. Hmm. That is odd. Well, we'll look into it when we get back. What is it? Meet back at the safe house, baby. We'll be there soon. It looks like. What is it, Russell? Would you? Bit me. Terrific. Okay. Bố nói chuyện với con. Tại sao bố lại cúp máy trước? Rửa micro. Quăng hộp diêm cho bố luôn. Ok, không nêm được. Lấy cái viết. Vẽ bảy ở đây được không? Không được, kỳ này. Chỉ vẽ ở đây thôi. Tinh tế. Subscribe nha. Nấm e. Valve index. Thôi bây giờ mình đi tiếp đi, chơi tiếp đi. Cho anh em coi cái game này nó là sao. Mở cửa ra. Cái phòng chơi của mình hơi bé chút xíu. Anh em thấy không? Đồ họa đẹp không? Đây là game game đã nhất. Cái nhấn giữ này là mở game menu. Thử cái load. Entertainment. Đây là game slot 3. Thử đổi slot khác được không? Ok, back đi. Resume. Mấy cái vật thể này mình đều tương tác được nha. Lùm lên được hết. Thực ra là... Wow, hết hồn. Má ơi. Giật hết cả mình. Đây là mấy con ngoài hành tinh gì đó, phải không? Tới trái đất. Vậy mình vừa từ trong nó ra, giờ mình... À, không phải. Lên vô đây. À, trong đây. Trong đây có con gì nè. Cho nó ăn đi. Con bọ. Bọ đẹp á. Đây có cái viết, thử viết xem có được không. Không được. Trên bàn có mấy cái gì đây. Dedicate sustaining bar. Ok, đây là đồ ăn khô. Trái địa cầu nè. Anh em thấy cái đồ hạ gấu không? Đã không? À, cái này mình viết cái bản này được nè. Đúng rồi. Cái bản Nam Air. Alex. Rồi, để viết xuống đây. Ở đây có cái camera. Nhìn xem. Camera quay cảnh gì á. Bên đây là có
Cái bàn TV. Cái ghế. Thôi đi tiếp đi. Dưới đây như không có gì hả? À, có nút này. Mặt sàn nước đẹp quá anh em. Ok, để tới. Dạ. I'm headed back to the safe house right now to meet Dad. Go. We'll be in touch. Stay safe. Chỉ một câu kìa. Chỉ một câu đẹp quá. Rất bay mắt à. What is it? This doesn't seem like a routine sweep. Are you sure everything went okay? 100%. Something's made the CPs riled up. Keep your head down and be smart. Game Alex thực sự rất là đẹp và nó còn đẹp hơn so khi dùng với cái kính này nữa. Đồ họa đỉnh quá. Đó, đây là mấy con droid nó đang đi tìm người ta đó. Cái gì nặng với con hai tay. Xe đạp nè. Xe đạp mất xích rồi. Đừng bắn tôi, đừng bắn tôi. Tôi bắt được bố của mình rồi. Chết rồi. Đừng bắn. Nó hỏi là mình có thấy quân giải phóng không? Nó mới chích bố mình rồi. Chơi game sợ mấy thằng này lắm nè. Rồi, vừa bị nó chích điện rồi. Chích điện xỉn rồi. Giờ mình sẽ bị cái đám này bắt ở đâu đây? Let's try to start. Entanglement. Where are you taking me? Where's my father? Nó bắt mình ngồi trong xe nè. Hello? Damn it, where's my father? Bố tao đâu? Bố tao đâu? Mở cửa ra. Mở cửa ra. Ồ, có con droid.
Quả lựu đạn vừa mới nổ. Một quả lựu đạn vừa mới nổ. Vậy là có người tới cứu mình rồi. Mình sẽ tìm cách chạy ra khỏi nơi đây. Làm sao đi ra khỏi nơi đây đây? Ồ, con droid kìa. Nó đưa gì cho mình nè? Đổi lên xem. Alex. Yeah. Russell. Chơi cái này thả cái tay ra đã quá. Rồi, vừa được trả thả ra. Giờ mình phải đi theo con droid này. Đi theo bên kia. But I'm already working on a plan to get him back. You're close to my lab. Keep following the drone. We'll figure out what to do. Okay, đi theo con drone này. Russell, what did you guys find back there? Well, that's the crazy thing. I don't know. Just blurry pictures of a building. The Citadel? No, something else. And whatever it is, they're gonna kill anybody who saw it. And anybody who knows anybody who saw it. Which means us and your dad. Russell, just hang on. Ok, thang đã được mở ra rồi. Leo lên thang. Rồi, sẽ đi theo rồi. Con rồi bắt rồi. Droid đã bị bắt rồi. Giờ mình phải đi tìm cách đi về cái lab. Học bàn không có gì hết. Bỏ trong học rồi. Alex, great. Okay. Đây là Russell. Đây là phòng lab của Russell nè. Russell. They've got dad. I know. This is bad. They're gonna find out what he knows and then yeah, they're gonna kill him. Oh god. But bây giờ phải làm gì đây? The good news is we've got something they don't. Which is my plan to get him back. Great. Okay, đây là cái kế hoạch để đi bắt đi tìm lại bố của Alex. Potentially, maybe not though. I mean, they could just drill into his... Oh, yeah, still your dad. Right, well, what they will do is take him by train from here. This is Eli to Nova Prospect. And if he gets on that train, that's it, right? Not necessarily. Grab something that represents us. Okay. Okay, that's you. I thought you said us. Well, one of us, me, will have to stay here for this plan to work. All right, fair enough. Just outside, there's a second train that also leads out of City 17 through the quarantine zone. Okay. Giờ nhiệm vụ của mình là đi xuống bến tàu để tới cứu bố của mình. You take your train, get there before his train, and hack into the controls. That'll let me take over the system. Train comes to a halt, you deal with the combine situation, and we get your dad back. Sounds good. Where's the train I'm taking? Sound good. Out the back, through the yard. It's decommissioned, but I think I can hack into its controls. Oh, and get yourself a pair of Russells on the way out. Russells? The gloves, Alex. You know, the gravity gloves. Okay. Have sets through there. You can calibrate them out by the shed. Got it. We can do this, Alex. You got that, didn't you? I said you could help. We're gonna do it. Rồi, mình đã có đồ nghề rồi, gắn vô tay rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài để thử. Like that? Great. Try again. You're attached. Make a grip.
Press to lock target. Press which one? Yep, you tethered. Make a group. Hmm. Boom. Yep. Yep. One more time. Just like that. Perfect. We're done. Oh, oh, wait. I almost forgot. Alex, up here. Okay. Don't worry, it's unloaded. It's unloaded now. Oh, almost forgot. Guns need ammo. Rồi, văng đạn cho tôi đi. Bắn đạn vô. Rồi, mình sẽ bắn thử nha. Hết đạn. Nhả bắn đạn ra. Russell ơi, hết đạn rồi. Russell, I'm out. Nạp đạn. Rồi. Hey, Russell. I'm out again. Ok, đây là mở màn của Half-Life Alyx ha. Bây giờ mình sẽ bắn vỡ cái chìa khóa này. Oh, you, took care of that lock then. Good. Và lên đường. You did have the key for it, but should have given you that. That's on me. All right, here we go. Next stop, Fairview Junction. Lên đường thôi. And good luck, Alyx. Goodbye. Uh-oh. Obviously, just so you know, I am still here though. Uh-oh. Rồi, qua màn kế tiếp rồi. À, đây là demo chơi thử cái game Half-Life Alyx với lại cái kính Valve Index. Và mình cảm thấy thực sự rất là đã khi chơi một cái game mà nó có phản hồi lực rồi có thể thoải mái buông tay ra như thế này. Thực sự rất là đã luôn á. Hello, Alyx. We might have a problem. Probably nothing to worry about, but... Ok, tàu bị đóng rồi. Đứng rồi. The train stopped? It stopped, didn't it? Yeah, what happened? It's jammed. When the Combine shut down the quarantine zone, they must have tightened security. Tàu bị đứng rồi. Which means... Yeah, you're nowhere near Fairview Junction. You're just outside the QZ. And this is as far as we get by train. Then I'm headed on foot. Good. I'll see if I can get you in some other way. Ok, cho anh em nhìn mặt zombie cái nha. I thought the Combine sealed up the QZ. This one must have squirted out. I've heard they've had trouble with barnacle spores outside the containment area. Mày hả zombie? Hả? Anh em thấy không? Đồ họa rất là thật ha. Đã ha. Hết đạn. Giờ mình sẽ vứt băng đạn ra. Nạp băng đạn mới vô. Rồi. Vứt cái xác zombie xuống dưới đất. Ghê quá. Vứt xác đi. Vứt xác đi được không? Vứt xác nó xuống dưới đất. Thôi không được rồi. Lấy cái non che mặt lại. Rồi tắt game nha anh em. Nếu như anh em muốn mình chơi tiếp cái game này và làm rất là nhiều clip về game này thì mình sẽ chơi lại và mình sẽ làm series chơi game Half-Life Alyx. Ok, bây giờ thì bye bye anh em nha. Năm em mạng rồi tiếp với anh. Và đây là kính Valve Index, mình đang chơi Half-Life Alyx và hẹn gặp lại anh em ở những video sau của mình. Bye anh em. Thả ba tao ra. Ping, 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 ping. Hết đạn. Bye bye anh em. Exit game. Exit VR. Vừa rồi là thông tin về cái bộ kính Valve Index ha, trên tay và cảm nhận sơ về cái bộ kính này. Anh em đang sử dụng cái bộ kính VR nào thì mời anh em comment phía dưới nha. Anh em thấy cái giá này là có phải giá quá khủng chưa? Và anh em muốn mình review cái bộ kính nào đó thì anh em cũng comment phía dưới nha. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau. Bye bye, 5E ha, 5E mạng sơ đến cho anh em. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.